Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mà mình ra video nha các bạn. Thì trong tập trước chúng ta đã thấy được hình dạng Dorwins của Niroma rồi nha. Tập ngày hôm nay thì mình sẽ không cho các bạn coi cái hình dạng Ultra Niroma đâu, mà mình sẽ tiến hành đi mở wormhole. Và chúng ta sẽ tiến hành đi qua bên thế giới Ultra Space nha các bạn. Ok, wormhole đã được mở rồi. Mình sẽ dùng em Ashes để mà chui vô nha. Đây, tại vì chúng ta đang dùng shader các bạn nên không thể thấy cái wormhole nó nằm chỗ nào hết. Cứ chui vô đại đi. Chắc là bên này quá. Ôi, đúng rồi nè. Hên vãi chưởng. Đúng cái wormhole của chúng ta rồi. Có một cái big chest nè. Ta-la, được cái safety good các bạn ơi. Một cái kiến. Cái kiến an toàn thì phải. Rồi cũng được thôi. Mình sẽ tiến hành phiêu lưu tại cái vùng này nha. Đây, mình đang nhảy qua các bạn ơi. Nó thiệt là trôi nổi. Đúng là bên thế giới Ultra nó có khác. Mình sẽ tắt đi cái wormhole nè, cũng như là cái shrine nha các bạn. Những cái đó chúng ta sẽ không có còn tìm tụi nó nữa. Trước mặt mình nó cũng có một cái big chest luôn nè. Sẵn tiện thì mình sẽ đi qua mình lấy luôn nha. Đây có một cái big chest nằm bên phía bên này nè các bạn ơi. Đi qua lấy nó luôn thôi nha. Rồi trên đầu mình nó có mấy cái phi thuyền nè. Phi thuyền của DN cũng như là những cái tòa End Tower đó các bạn à. Ây da, xuống đây sao nó khó khăn quá vậy. Ta da. Ôi chúng ta được sắp play các bạn à. Tấm này thì mình có rồi. Mình sẽ vứt đi. Ôi bên này có một em boss Pineapple nè. Sẵn tiện mình sẽ đi qua mình đấu nó luôn nha. Có con gì ở dưới vậy ta. Ôi con này là Supply các bạn à. Supply. Cấp 29. Con này thì mình đã có rồi. Thôi sẵn tiện dứt nó luôn đi. À quên, mình không có thể dùng những cái skill hệ thường đối với cái em Pokemon này nha các bạn. Rồi mình sẽ dùng skill trước mình đi. Đó, một skill là em nó đi ngay. Hình như cái con Pineapple nó nằm ở trên thì phải. Ây da, cái em Ashes của mình nó đang bị mất máu kìa. Thu hồi nó lại. Bộ cái heal nó một phát. Rồi chúng ta sẽ đi lên kiếm cái con Pineapple nha các bạn. Rồi, Pineapple nằm ở đâu rồi? Ôi có vẻ như nó nằm ở phía bên trên thì phải. Đây nè các bạn ơi. Ây da, tôi bay không tới rồi. Dùng Ashes để mà bay lên thôi nha. Trời đất ơi, đây em nó đây. Pineapple. Wow. Wow, mất rất là nhiều máu của nó luôn. Nói chung là quá là xịn sò đi. Chết queo luôn, nó cho mình một cái đĩa để mà tiến hóa Porygon đó các bạn à. Ok. Ở phía bên này nó có một cái Master Chest nè. Chúng ta sẽ cùng đi mở nó xem được cái gì nha. Master Chest. Ồ, được một cái skill root các bạn ơi. Skill này dùng để hồi máu cho Pokemon đó, rất là đã luôn. Ôi phía bên này còn có một cái Master Chest khác nữa nè. Mình sẵn tiện đi qua lấy luôn nha các bạn. À, nãy giờ vẫn cứ vòng vòng tại Ultra Space đi đánh boss nè, đi mở rương. Và cũng như mà gặp trainer thì mình cũng sẽ đánh luôn nha, để mà Pokemon của mình nó sẽ lên kinh nghiệm đó. Đây một cái rương Master chỗ này. Ô được skill Wild Whip các bạn à. Cũng rất là xịn sò đó. Ngon lành canh đào liền. Trời đất ơi. Đây bên đây còn một cái Master Chest khác nữa nè. Oh lần này là Sunny Day các bạn ơi. Skill này á, các bạn có thể sử dụng để mà làm trời nó trong lành trở lại đó. Nó có thể tắt mưa nha các bạn. Rất là xịn sò luôn. Nó là trái ngược với lại Rain Dance đó các bạn. Rồi phía bên này nó có một cái Big Chest nè. Big Chest. Ui được Ground Memory các bạn ơi. Đây là đĩa ground dùng để chuyển hệ cho Silvery đó. Đây, Purloin. Nằm ở trên thì phải. Đúng rồi các bạn ơi. Nãy giờ mình tìm ở dưới nhưng mà không thấy. Purloin nè, dứt nó luôn. Những cái con boss bình thường này chúng ta sẽ làm rất là lẹ thôi các bạn ơi. Không có chuyện gì hết. Nửa cây máu của nó ngay và nó chết queo. Ui cho mình một cái Rare Candy nè, quá là xịn sò luôn. Tí mình sẽ cho em Niroma lên cấp sau nha. Bây giờ là cứ để dành cái viên kẹo đó đi.
Hay da, phía bên này nó có một cái vùng, đó chính là Savanna các bạn ơi. Đó. Thì nói chung ở bên thế giới Ultra mình còn hai em Ultra Beast nữa chưa bắt. Một em thì nằm ở Savanna và một em nằm ở Mesa nha các bạn. Đó. Sẵn tiện thì tập ngày hôm nay chúng ta cũng khám phá luôn cái vùng Savanna tại Ultra luôn nha. Ngon lành cành đào liền. Trời ơi. Để mình bay qua bên kia thử coi. Cái Savanna này hình như là nó chỉ là một cái rì thôi thì phải. Nó không phải là một vùng Savanna rộng lớn như bên thế giới Vanilla Minecraft các bạn ơi. Trời đất ơi các bạn nhìn nè, nhìn nó thưa thớt quá chưởng. Nhìn cái diện tích Savanna nó cũng nhỏ nữa, nó xen lẫn giữa cái vùng sa mạc nữa nè. Ôi phía bên này cũng còn nữa các bạn ơi. Bay qua đây luôn. Đó các bạn có thể thấy nè, sa mạc nó nằm chính giữa, còn Savanna nó nằm ở ngoài rì nè. Như vậy thì sao mà có Ultra Beast nó xuất hiện được. Ôi, phía bên kia là một cái vùng Savanna với lại sa mạc nữa các bạn à. Để mình đi đường vòng qua thử coi. Hên quá cái chỗ này nó đi đường vòng qua được. Đỡ phải dùng em Asus mà bay qua. Dùng Pokemon để mà bay qua bên thế giới Ultra này các bạn. Thì mình thấy nó rất là lắc luôn. Theo mình cảm nhận là như vậy đó. Nên mình đi bộ với lại mình lơ lửng như này á, nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều đó. Ôi lại một cái rì Savanna nữa. Nó bao phủ sa mạc thôi à. Trời ơi cũng không có xịn sò cho lắm ha. Ôi phía bên này hình như vẫn còn nữa các bạn ơi. Hình như là cái khúc này nó rộng rộng hơn một xíu đó. Nó không còn nằm ngoài rì nữa. À, chúng ta được một cái diện tích Savanna cũng tạm tạm đó các bạn ạ. À. Bên này cũng có nữa nè. Trời đất ơi, quá đã luôn. Trên đầu mình nó có mấy cái kim tự tháp lơ lửng thì phải. Nhìn hay vẻ chữ ha. Savanna. Và có một xíu à. Ồ, có con boss nữa các bạn ạ. À. Đây là đất lịch nha. Chúng ta sẽ đi qua thách đấu nó luôn. Đi tiêu diệt con boss này luôn nha. Đâu rồi? Đây, con vịt anh em ơi. Con này nó tiến hóa lên con Swanna đó. Con Swanna là con thiên nga đó các bạn ạ. À. Xịn vẻ chưởng. Swanna là một trong những con Pokemon bay đầu tiên của mình đó. Và hình như là một trong những con Pokemon mình cho lên cấp 100 đầu tiên luôn. Rất là xịn sò. Em đó đã gắn kết với mình khá là lâu rồi. Nhưng mà giờ chỉ còn là dĩ vãng đó các bạn ạ. À. Ôi có vẻ như bên kia là một cái vùng Savanna nữa thì phải. Chắc chúng ta sẽ dùng em Asus để mà bay qua bên kia luôn nha. Hy vọng là vùng Savanna. Ôi và đúng rồi nè các bạn ơi. Ôi một cái đảo Savanna thiệt sự nè. Và nó cũng xen lẫn với lại vùng Forest luôn. Nhưng mà Forest thì diện tích nó ít hơn. Đó, như vậy mới là Savanna chứ. Quá xịn sò luôn, mình sẽ lưu dưới này nha các bạn. Đó, Savanna. Rồi, để mình coi coi. Nãy giờ mình đang đi vòng vòng cái Savanna hồi nãy. Nhưng mà chưa thấy gì. Chắc mình sẽ teleport tới những cái vùng Savanna cũ nha các bạn. Những vùng mà mình đã lưu sẵn rồi. Savanna 5 này đi ha. Ok, và đây là Savanna 5. Ôi, để mình coi thử cái diện tích cái Savanna thứ 5 này nó có rộng lớn hay không. Savanna 5 hình như chỉ là một cái đảo nhỏ thôi ha. Và nó vừa xen lẫn với cái vùng sa mạc nữa kìa. Trời đất ơi, sao nó thích xen kẽ những cái địa hình với nhau vậy ta. Ôi, Savanna 5 nó chỉ có một nhóm thôi bạn ơi. Ôi, ôi và đây rồi. Cuối cùng thì cái em Ultra Beast nó cũng đã xuất hiện rồi. Đây là Celestia nha các bạn. Nhìn rất là xịn sò luôn ha. Ôi và đây là lần đầu tiên mình được thấy em nó nha các bạn. Ôi nó to vãi cả chưởng ạ. Con này thì cấp 60. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng quả Whipball trước nha. Ôi sao con này nó nhìn giống với lại cái cây tre vậy ta. Còn cái thân của nó thì giống với lại cái búp măng. Các bạn có thể thấy không? Ôi và hiệu ứng skill nó mang lại rất là đẹp ha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ Phone Sweep nó thôi các bạn ơi. Phone Sweep tiếp tục. Ôi có vẻ như là nó hút máu mình các bạn à. Cũng khá là nguy hiểm đó hen. Phone Sweep. Rồi nó còn một máu rồi. Hy vọng nó đừng có hút máu tôi nữa.
Rồi lần này thì mình sẽ sử dụng quả Summer Ball nha các bạn. Đó, cứ một loại Summer Ball mà thảy thôi. Ôi không được rồi, và như nó hút máu mình lại thì phải. Tiếp tục là Summer Ball nha các bạn. Ôi quá là xịn sò luôn hen. Celestia. Ôi không thành công rồi, và nó vẫn đang hút máu của mình kìa. Hút hoài à. Cái con này. Để coi quả Summer Ball thứ ba này. Vẫn không thành công các bạn ơi. Ui nó hút máu lên một khúc luôn kìa. Mình sẽ phone whip nó nha. Ui nó hút hoài vậy. Phone sweep mày tiếp nè. Tao cũng đâu có ngán mày đâu. Nó lại hút nữa các bạn ơi. Summer Ball. Và lần này yes, chúng ta đã bắt được em Ultra Beat Celestia rồi nha các bạn. Trời cái tên dài vãi chưởng ạ. Quá là xịn sò luôn. Rồi ngon lành canh đào liền. Ôi hồi nãy mình có thấy một cái ông chính xác là một chị, có vẻ như là trainer bạn ơi. Mình qua mình thách đấu với cái chị này luôn nha. Ồ và đây là Mu Tutor các bạn ơi, người dạy kỹ năng thôi, không phải là trainer. Chúng ta có thể thấy rất có khá là nhiều kỹ năng mà chị này dạy luôn ha. Và chúng ta phải trả phí nha các bạn. Mấy cái này chắc mình sẽ không có học thêm nữa đâu, tại vì các Pokemon của mình đã có được cái bộ kỹ năng chuẩn rồi. Ồ quá là xịn sò luôn. Rồi bây giờ mình sẽ coi thử coi em Celestia này nó spawn ở đâu và vào thời gian nào nha các bạn. Nó sẽ spawn tại ôi tất cả các vùng Savanna luôn, ở bên thế giới Ultra nha. Và nó sẽ spawn mọi thời điểm luôn. Hiện giờ thì mình đã có được 772 em Pokemon. Quá là xịn sò luôn ha. Còn như băng nữa. Để mình lấy em nó ra coi thử nha các bạn. Đâu rồi, Celestia. Ôi lần đầu tiên mình thấy nó luôn các bạn ơi. Nhìn rất là đã luôn nè. Bộ cái hiệu một phát coi. Rồi sẵn tiện mình sẽ đi qua cái vùng còn lại luôn, đó chính là vùng Mesa nha các bạn. Đây chính là vùng có Ultra Beat cuối cùng của cái season này luôn. Rồi trước tiên thì coi em Celestia này cái đã. Nhìn nó khá là giống một cái búp măng tre các bạn ơi. Có con boss Lavita nè, để mình qua mình đánh boss trước đi. Trời đất ơi, nó chưa cho tôi review cái em Ultra Beat này nữa. Mogix Spin chết quẹo luôn. Nó cho mình một viên kẹo nè. Ngon lành. Sẵn tiện thì mình sẽ cho Niroma lên cấp luôn nha các bạn. Chúng ta sẽ kiểm tra coi thử Niroma đã đạt được cấp bao nhiêu rồi. Đạt được bao nhiêu kinh nghiệm rồi. Cũng được rồi các bạn ơi. Mới có một tí à, cho nó lên 2 cấp luôn. Em Niroma tới đây. Đi linh tinh không à. Tới đây nè. Cho mày lên cấp nữa nè con. Ui, lại có một em boss nữa là Hunter. Và lần này nó ở dưới lòng đất. Mình sẽ tắt thông báo đi các bạn à. Rồi, chúng ta sẽ review cái em Celestia này nha các bạn. Hai cái cánh tay nhìn giống như là hai cái cây tre vậy ha. Con này thì thuộc hệ bay cũng như là hệ thép nha các bạn. Khá là xịn sò ha. Và kích thước là huge. Nhưng mà nó true speed các bạn à. Tính ra là cũng khá là thiệt thòi đó. Nhưng mà không sao, kích thước bự nó cũng bù đắp được phần nào cho mình rồi. quá đã luôn. Khá là xịn ha các bạn ha. Cái em Rogan Rola này. Mình dùng skill Lit Seed này thử coi. Có vẻ là skill này không có sát thương thì phải. Mày nè con. Hiệu ứng skill rất là đẹp luôn các bạn ơi. Quá đã. Rồi, Celestia. Thế là xong một em Ultra Beat rồi. Chúng ta chỉ còn một em Ultra Beat cuối cùng. Và nó sẽ xuất hiện tại cái vùng Mesa này nha các bạn. Ok. Đây có một ông trainer nè, cấp 91. Magic Cap hả? Lâu lắm rồi mới gặp lại nó các bạn ơi. Moon GX Spin nha. Đó, skill này nó khá là mạnh các bạn à. Seekin nữa nè. hai con Seekin luôn. Con này thì có nội tại một máu các bạn à. Chết veo luôn. Ba con Seekin luôn. Cái gì mà lắm vậy? Lần này là quá total các bạn à. Học được Protect nhưng mình sẽ không học đâu.
À, thêm một con Magic Cap nữa. Đây, bên này nó còn có một con boss Mega Metaross nữa các bạn. Chúng ta sẽ đi thách đấu nó luôn nha. Ai da, con này nó biết bay hả? Bay nè con. Moon Gixpin. Ui, nó mạnh vãi chưởng các bạn ơi. Trời ơi, cái em Nidorina này còn gì bằng nữa. Chết queo luôn. Ủa, nó cho mình một cái viên kẹo khác nữa nè. Quá đã các bạn ạ. Xịn sò liền. Rồi, sẵn tiện thì mình sẽ cho em Nidorina lên cấp luôn nha. Đâu rồi, qua đây qua đây. Cấp 95 nha các bạn. Quá là đã luôn. Trời đất ơi. Ồ, chỉ còn 5 cấp nữa thôi là chúng ta sẽ có Nidorina cấp 100 luôn nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi tìm cái em Ultrabit cuối cùng tại cái vùng Mesa này nha các bạn. Ôi, bên đây có một cái con boss là Paygon nè. Paygon. Xịn sò nha. Để mình cất đồ lại cái đã. Rồi, bây giờ mới đấu nó các bạn ơi. Moon Gixpin tiếp tục. Ôi, chết queo luôn. Ôi, nó lại cho mình một cái viên Ray Candy nữa. Ôi, bên đây lại có một con boss Aron khác nữa nè. Quá đã các bạn ơi, boss hoài à. Aron nè. Moon Gixpin. À, con này thì nó không cho mình kẹo nữa. Ôi, bên đây thì có được hai ông trainer luôn. Để mình coi ông nào cấp cao hơn hả? À? Ông này mới cấp 53 thôi. Raggy nè, chết quẹo luôn. Để coi thử ông này cấp bao nhiêu. Cấp 95. Ui, cấp 90 mấy luôn các bạn à. Quá là xịn sò luôn á. Shadow Claw. Ui, chết quẹo rồi. Tiếp tục là Moon Gixpin. Ui, ông này có được hai con Scissor luôn các bạn. Ui, đã vậy ha. Chết quẹo ông luôn rồi. Ôi, trên đầu xuất hiện cái con Salamence kìa. Đó là tiến hóa của con Paygon hồi nãy đó. Đây, để mình đấu với cái ông cấp 53 này đi. Xịn sò liệu bạn ơi. Granidos. Ôi, hai con Granidos luôn. Toàn bộ mon cổ đại thôi bạn. Hình như là ông này thợ mỏ thì phải. Nói chung là có một cái mon cổ đại là cũng là điều bình thường thôi. Quá là xịn sò luôn hen. Quá đã quá đã. Ôi, lại có thêm một cái con boss khác nữa nè các bạn. Con này là Clefairy và nó ở trên thì phải. Ôi, và hình như mình không có con Pokemon nào có thể bay lên được rồi. Chắc mình phải bắt cua lên các bạn ơi. Ở trong thế giới Ultra này á, chúng ta sẽ được nhảy cao hơn đó. Nên là di chuyển nó cũng rất là thoải mái các bạn à. Đó, khá là sung sướng hen. Tiếp tục nhảy lên cái cục này. À, sắp tới con Clefairy rồi các bạn à. Clefairy. Ôi, nó đây rồi các bạn ơi. Hãy chết. Tôi quăng xiên qua nó luôn hả? Ghê quá vậy. Rồi, thằng này phải quăng chuẩn xác mới được. May nè con. Clefairy hả? Ôi, hơn nửa cây máu luôn các bạn. Quá đã. Tiếp tục. Chết queo luôn. Nó không cho mình mấy viên kẹo nữa ha. Tưởng lại được kẹo nữa chứ. Rồi, tiếp tục cuộc phiêu lưu thôi bạn ơi. Đây, để mình bay qua bên đây thử coi. Bên đây cũng là cái vùng Mesa, nhưng mà là một cái đảo nhỏ thôi bạn ơi. Nó có kết hợp giữa cái vùng sa mạc nữa thì phải. Đây, đầu bên đây chúng ta có được vùng sa mạc nè. Trời đất ơi, sa mạc anh em ạ. Sa mạc này có gì không? Ôi, ôi, có các bạn ơi. Đó chính là Pheromosa nha. Con này sẽ xuất hiện tại cái vùng Ultra Desert các bạn à. Ôi, vãi chưởng à. Có thiệt luôn nè. Lâu rồi mới qua lại thế giới Ultra. Mà cái bọn Ultra Beast này nó xuất hiện hoài à. Trời ơi, làm tôi phấn khích quá. Quá đã luôn các bạn ơi. Còn gì văn nữa. Rồi, tiếp tục khám phá tiếp cái vùng Mesa thôi các bạn à. Quay trở lại cái công việc chính của ngày hôm nay thôi. Chúng ta không để lạc đề được. Ở bên đây có một cái trainer nữ nữa các bạn. Ui, đã vậy. Cấp 80 mấy luôn nè. Một em. Hai em. À da, em này thì trâu quá vậy. Marine. Marine nè. Ui, chỉ có được hai con Pokemon thôi các bạn ơi. Thôi cũng được rồi. Bên đây lại còn một cái ông trainer khác nữa nè. Rogan Rola. Chết quèo luôn. À, có con boss nữa các bạn ơi.
Đây là Minin nha. Bóng điện xanh. Đây, Minin. Nó đây các bạn ơi, bóng điện xanh của chúng ta đây nè. Còn có một em nữa là Plusso, đó là bóng điện đỏ các bạn ạ. Quá là xịn sò luôn. Chết quẹo, nó cho mình một cái rebel thì phải. Ngon lành canh đào. Rồi, để mình tiếp tục di chuyển trong cái vùng Mesa này nữa coi. Ôi, lại một con boss khác nữa các bạn ơi. Đây là Corphis nha. Ôi, con này là con cua hay con tôm gì thì phải. Đấy, Corphis. Mày nè con. Chết queo luôn. Ôi, nó cũng không cho mình đồ gì giá trị cho lắm. Thôi kệ các bạn ơi. Này, Mesa Plateau F. Đây là cái đảo hồi nãy mà mình gặp em Pheromosa nữa các bạn. Không biết cái đảo này nó còn xuất hiện thêm em gì nữa không ta. Để mình coi coi thông tin của em Celestia này cái đã. Đây, hiện tại đã có được 772 em Pokemon rồi. Và em Celestia của chúng ta đâu rồi? Để mình tìm nó coi. Đây. Ui, nhìn nó bự vãi chữ luôn các bạn. Ui, nhìn đã ha. Chúng ta có thể đọc ở cái phần description nè. Nếu bạn nào giỏi tiếng Anh nó có thể đọc những cái phần này để mà biết thêm thông tin về tụi nó nha. Ui, ui. Và đây chính là em Ultrabeat cuối cùng, Gustlore nha các bạn. Ô, nó đã xuất hiện tại cái vùng Mesa nha. Ở bên thế giới Ultra đó. Để mình lấy em Caesar ra cái đã. Ui, tập hôm nay hên vãi cả chưởng hả. Quá đã luôn. Và đây là em cuối cùng nha các bạn. Whipper thẳng tiến nè. À, không thành công rồi. Ôi, con này nhìn nó, nhìn nó dị vậy chữ các bạn ơi. Ôi, nhìn nó rất là ghê ha. Rồi, thằng này tiếp tục. Mình sẽ phone sweep nó nha các bạn. Nãy tôi quên tính văn Thamerborn ra trước. Quên mất. Rồi, khi mà máu nó chỉ còn lại một máu thôi thì chúng ta sẽ sử dụng quả Thamerborn nha các bạn. Đây, Thamerborn thẳng tiến. Ủa, các bạn nhìn thấy cái miệng nó bự vãi chữ luôn ha. Ủa, nó như quái vật vậy á. Ultrabeat là siêu thú mà, đâu phải là quái vật đâu. Sao nhìn nó ghê quá vậy. Nhìn con nào con nấy nó cũng bự chà bá luôn các bạn. Nhìn to thiệt sự luôn ha. Ui, hai quả thành công luôn. Hai quả Thamerborn thành công các bạn. Và chúng ta còn một quả Whipper ở giai đoạn đầu nữa. Rồi, thế là mình đã xong hết tất cả các em Ultrabeat ở cái series này luôn rồi nha. Để mình lấy tụi nó ra để mà review coi. Mình sẽ cất luôn cái em Arceus này vô nha. Rồi, lấy cái em Gustlore ra nào. Cất Arceus vô nè. Rồi, Gustlore của tôi. Gustlore. Khá là xịn sò ha. Mấy em này lạ với chữ các bạn ơi. Tại vì lần đầu tiên mình thấy được tụi nó luôn á. Đây có một con Smeargle nè. Con đó hồi đợt mình bắt nó rất là khó luôn các bạn. Không biết nó ăn cái gì mà bắt khó vậy chứ. Rồi, không liên thiên về nó nữa. Mình sẽ đi qua đây và tiến hành coi thông tin về em Gustlore vừa mới bắt nha. Đây. Ui, nhìn đã thế nha. Ui, con này. Ui, lại trừ Speed. Kích thước thiên nhiên mẫu các bạn ơi. Trừ Speed. Quá là lỗ ha. Ui, nó hệ rồng và hệ bóng tối các bạn ơi. Ui, hay vậy ha. Khá là xịn sò chứ bộ. Ui, nhưng mà trừ Speed là tôi không có thích rồi đó. Hay da, thôi kệ anh em à. Và chúng ta có thể đọc được thông tin của nó nè qua cái Pokédex. Bạn có thể đọc được thông tin của nó. Ui, nhìn con này nó dị vãi chưởng luôn các bạn. Để mình coi thử coi. Nó có bốn tay hả ta? Ở trên là hai cái tay hay hai cái gì á? Ở trên là hai cái tay nhỏ, ở dưới là hai cái tay bự. Hai tay bự thì nó lại nằm trong cái miệng các bạn ơi. Ui, và cái miệng nó rộng phải chưởng ạ. Nó có cả cánh luôn nè. Ồ, bốn cái cánh các bạn ơi. Hai cánh hai bên thì phải. Ui, nhìn
Nhìn nó ghê á ha. Rồi, nói chung là quá là xịn sò luôn rồi. Ồ, nhìn kinh khủng ta. Sẵn tiện mình coi lại cái em Celestia vừa bắt hồi nãy luôn nha. Đây, con này là Pokemon lai giữa tàu con thôi và măng tre nha các bạn. Đó, theo như mình được biết là vậy. Hai cái tay nó nè là vừa lai giữa tàu con thoi với lại măng tre luôn đó. Còn cái thân của nó là cái búp măng nè. Bạn có thể thấy nè, nhìn nó quen thuộc vãi chưởng á. Ôi bà, con này nó to ha. Ồ, xịn xò liền. Trời đất ơi, Nigroma của mình thì hiện tại nó sắp đạt cấp 96 rồi bạn à. Nên chắc mình để tập sau mình cho ăn kẹo đi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình đã bắt thành công hai em Ultra Beast cuối cùng rồi. Và chúng ta cũng đã xong nhiệm vụ ở bên thế giới Ultra Space rồi. Nếu thấy video này hay, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming. Và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mà mình ra video nha. Ngoài ra nhớ để lại bình luận của bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.